Gì vậy? Anh đỡ tôi xuống với. Cái gì đây? Cái gì đây? Bỏ ra, cô làm gì đây? Sao anh không cẩn thận gì hết? Này, cô nói như dở ơi. Tự nhiên cô trùng kín mắt tôi, làm sao tôi nhìn gì? Còn trách tôi nữa. Hỏng hết đồ tôi này. Tìm được con kiểu anh thì đánh chết nó cho tao. Anh ơi, anh giúp tôi với. Không là tôi bị những người trong kia bắt mất. Gì kệ cô. Không, tôi không phải là trộm cắp gì đâu. Mà là tôi chẳng may tình cờ nhìn thấy chủ nhà này lén phế một cậu Oxin. Anh ta muốn đánh tôi, bây giờ tôi phải chạy đấy. Này, mặc vào. Cảm ơn anh nhá. Có tìm được nó không anh? Anh không thấy nó, không biết nó chạy đi đâu rồi nữa. Chết rồi, thế này vợ anh mà biết thì sẽ giết chết đấy mất. Em cứ bình tĩnh xem nào. Bình tĩnh thế nào được? Còn kiểu anh từng là ân nhân cứu mạng của vợ anh, kiểu gì chị Giang cũng sẽ tin nó. Thế thì tìm cách bắt nó câm mồm vĩnh viễn là được. Thôi, em sợ lắm. Em phải làm, đó là cách duy nhất. Không thì hậu quả chỉ có một thôi. Em đi nghe điện thoại nhá. Thôi đi. Em sao thế? Đi làm mệt quá à? Đi làm không mệt, nhìn thấy anh tôi mới mệt đấy. Anh đến đây làm gì? Sao không gọi trước? Tại mấy tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau. Anh nhớ em quá nên muốn cho em một bất ngờ. Bất ngờ cái mẹ gì? Anh cùng mấy thứ quê mùa này, cút ngay cho tôi. Em nói thế nghĩa là sao? Chẳng phải chúng ta lớn lên từ những thứ quê mùa này hay sao? Sao mà lên đây có vài tháng mà em thay đổi nhanh thế? Thôi, có gì sai thì em cho anh xin lỗi. Đừng giận anh mà. Anh đã bán căn nhà ở quê lên đây với em. Còn tiền anh cũng cầm theo đưa em đây này. Tiền? Tiền đâu? Anh không thấy. Anh tìm lại xem nào. Đầu với chảo, tiền cũng không biết ở đâu nữa. Này, băng băng. Cảm ơn anh nhé. Chết rồi. Anh đang tìm cái này phải không? Đúng nó rồi. Cảm ơn cô. Kiểu anh, mày đi rồi. Em làm cái gì đấy? Người yêu anh, chị Băng, chính là người mà ban nãy tôi kể đấy. Chị ta chấp nhận ngủ với chủ nhà để được lương cao hơn đấy. Mày nói điêu vợ thôi. Cô khốn nạn. Chết ngay đi. Anh dám đánh tôi? Được. Anh đã nói như thế thì chia tay đi. Loại nghèo hèn như anh tôi cũng không cần. Tôi về nhà thay quần áo thì phát hiện ra cái thẻ ngân hàng của anh, nên tôi mang lại đây để trả cho anh đấy. Có phải là tôi làm phiền đến anh rồi không? Không, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nhờ có cô mà tôi mới biết được bộ mặt thật của cô ta. Thôi, nếu không có việc gì tôi xin phép. Tạm biệt. Alo Giang à, tớ có chuyện quan trọng cần gặp. Nó có điện thoại không tiện. Kiều à, tối nay vợ chồng tớ ra ngoài ăn nên chắc không gặp được cậu rồi. Ừ, mai nhá. Vậy mai chúng ta gặp sau nhá. Thôi, đừng đánh nó. Hai chuyện tốt của tao hôm nay đều bị mày phá hỏng.
Mày giỏi lắm. Cô làm chuyện ác thì tự đi mà chịu đi chứ còn sao nữa. Con khốn, mày nguyên rủa ai? Em mày có thể chịu đòn cho mày một lần, hai lần, nhưng còn những lần sau nữa thì tao không biết đâu. Nên biết điều thì im mồm vào. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai biết đâu ạ. Tôi sẽ xin nghỉ việc. Thế mới thông minh chứ. Này, anh đi đâu đấy? À, tôi mới thuê được căn nhà gần đây, bây giờ đang đi về. Thế còn cô? Tôi vừa thất nghiệp, chỉ đang đi dạo chơi thôi. À, vậy à. Thế cô đã ứng chỗ nào chưa? Vẫn chưa. Nếu như vậy, à, hay là cô qua chỗ tôi làm việc đi. Sắp tới tôi mở công ty, nên việc nhà có hơi bề bộn. Tôi cần người giúp việc. Thật chứ? Anh dám thuê tôi thật à? Có gì mà không dám. Tôi đánh giá cao thái độ hơn là trình độ. À! Cô bị điên à? Tại sao cô lại bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn của Giang? Sao anh đánh em? Em đang mang cho mình cốt nhục của anh đấy. Cô ấy chỉ bỏ nó đi. Con của tôi chỉ có thể do Giang sinh ra mà thôi. Tôi không thể vì cô mà từ bỏ cuộc sống giàu sang được. Giang mà biết chuyện tôi và cô ngoại tình thì kết cục thế nào cô biết rồi chứ. Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Anh làm như vậy là không công bằng với em. Cô đừng nói chuyện công bằng ở đây. Ngay từ cái ngày mà cô ngủ với tôi, cô đã phải biết là tôi không thể cưới cô làm vợ rồi chứ. Thôi, bỏ cái thai đi. Rồi chúng ta sẽ trở về như ngày xưa, được không? Ngày xưa là như thế nào? Ban ngày anh ngủ với em, đêm anh về với vợ anh. Em không đồng ý. Nhưng mà tôi chỉ thích người nghe lời thôi. Các người hay lắm. Em ơi, là nó. Nó quyến rũ anh không được. Em mau đuổi nó đi. Đồ hèn. Vợ à? Con này không bị điếc, cũng chưa mù đến mức không biết là chồng mình ngoại tình. Em nói cái gì đấy? Từ trước đến nay anh chỉ ở mình em thôi mà. Là cô. Cô nghĩ cái gì mà lại chia rẽ hai vợ chồng tôi hả? Thôi đi, ly hôn đi. Em ơi, anh chốt dại. Em tha thứ cho anh lần này đi. Anh hứa từ bây giờ trở đi anh chỉ có một mình em thôi. Cút. Tôi không cần một người chồng tệ bạc như anh. Tôi chịu đựng cô đủ rồi. Cô thích thì gọi tôi đến, không thích thì đuổi tôi đi như một con chó thế à? Cưới cô tôi được cái gì ngoài cái danh thằng chồng vão ra hả? Tôi được cái gì? Nếu như anh coi gia đình là thứ tài sản quý giá nhất thì cái việc đường mất nó còn quan trọng hay không? Nhưng mà tôi chắc chắn rằng sau cái ngày hôm nay anh sẽ mất hết tất cả. Cảm ơn Kiều nhá. Nhờ cậu mà tớ mới biết được bộ mặt thật của hắn ta. Tớ xin lỗi vì 3 năm qua đến bây giờ mới nói ra. Tại vì năm xưa tớ bị bọn họ uy hiếp nên là... Tớ hiểu mà, không sao đâu. Mà bây giờ cậu sao rồi? Công ty anh Minh bây giờ phát triển tốt lắm, nên tớ cũng không sợ bị anh Hoàng uy hiếp nữa. Với lại bọn tớ đang hẹn hò đấy. Vậy à? Vậy thì chúc mừng hai người nhé. Thôi, chúng tôi có việc, chúng tôi phải về đây. Vậy thì hai người về cẩn thận nhé.